Xin kính chào quý khán giả. Quý khán giả đang theo dõi bản tin Sáng miền Tây được phát trên báo Lao động. Sáng hôm nay thứ ba, ngày 15 tháng 10, bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên thời điểm này, các đơn vị vẫn cố gắng để nhanh tiến độ thi công cụm công trình tượng đài chuyến tàu tập kết ra Bắc tại Cà Mau kịp phục vụ lễ kỷ niệm diễn ra vào tháng 11. Được biết, cụm công trình có tổng diện tích 10,8 ha với kinh phí đầu tư trên 176 tỷ đồng, được xây dựng cách bờ nam sông Ông Đốc, tỉnh Cà Mau hơn 20 mét. Cống ông Nguyễn Tất Thành xây dựng cách cầu kênh sáng về phía sông Tiền khoảng 420 mét. Đến nay, khối lượng thi công đạt hơn 99% giá trị hợp đồng. Ban điều hành dự án đang yêu cầu các nhà thầu thi công tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công việc còn lại để bàn giao công trình dự kiến cuối tháng 10 năm 2024. Từ đầu năm đến nay, Thanh tra tỉnh Bạc Liêu đã phát hiện nhiều vụ sai phạm tại tỉnh. Cũng qua 52 cuộc thanh tra tại 74 địa phương, Thanh tra tỉnh kiến nghị xử lý kỷ luật 11 tổ chức, 32 cá nhân, chuyển 4 vụ việc sang cơ quan điều tra. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang, Cảnh sát Kinh tế vừa qua đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Hoàng, sinh năm 1988, ngụ tại huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra, Hoàng đã có hành vi gian dối thông qua việc lợi dụng tư cách pháp nhân của một công ty làm dịch vụ để lừa đảo 5 tỷ đồng từ thửa đất hơn 50.000 m2 ở Phú Quốc. Thưa quý khán giả, không chỉ được biết đến là tuyến phố ẩm thực nhộn nhịp của thành phố Cần Thơ, mà đường Đề Thám ở quận Ninh Kiều còn là nơi đầu tiên được thành phố thí điểm việc thanh toán không dùng tiền mặt. Sau đây là ghi nhận của phóng viên. Đường Đề Thám, quận Ninh Kiều được thí điểm trở thành tuyến đường đầu tiên tại thành phố Cần Thơ thanh toán không dùng tiền mặt. Mô hình do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tại thành phố Cần Thơ phối hợp thực hiện, sau khi triển khai thành công sẽ tiếp tục nhân rộng. Điều này góp phần tạo sự thuận lợi, nhanh chóng cho người dân cũng như việc mua bán của tiểu thương. Chuyển khoản nó rất là thuận tiện, cưng không đem tiền theo cũng được, có chuyển khoản vô đây được rồi. Chuyển vô nó lẹ hơn, đọc từ từ là biết hết trơn à, dễ chuyển lắm. Nó lẹ làng hơn là đưa tiền nữa, mắm vô một cái là xong đó. Đây cô có quét mã đó thì mấy em cứ tới quét thì thôi à. Quét mã thoải mái đi cô ấy hết, một ổ bánh mì cũng được nữa. Ổ bánh mì chỉ có 15 ngàn thôi. Mỗi lần mà mua thì không có tiền thì cứ quét mã vậy đó. Thì cô thấy cũng tốt, cũng cách đồng thôi. Trước đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã ban hành kế hoạch thực hiện đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Cần Thơ với mục tiêu chung tạo sự chuyển biến tích cực, giảm chi phí liên quan đến tiền mặt, giảm tỷ lệ tiền mặt lưu thông trên địa bàn, tạo sự minh bạch dễ dàng hướng đến nền kinh tế số, xã hội số. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Sáng miền Tây của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình sau.